Trận chung kết đầu tiên của mùa giải này chuẩn bị được diễn ra tại sân vận động Wembley khi Liverpool đối đầu với Chelsea để tìm xem ai là nhà vô địch Carabao Cup mùa 2023-2024. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Mauricio Pochettino có thể giành được danh hiệu tại Anh sau quãng thời gian trắng tay trước đó khi dẫn dắt Tottenham. Tuy nhiên, để làm được điều này, Chelsea phải vượt qua một Liverpool đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết. Với việc Jurgen Klopp ra đi vào cuối mùa, cầu thủ của The Kop rất cần danh hiệu để tri ân người thầy của mình. Có thể thấy rằng màn trình diễn ấn tượng trước Man City ở vòng 25 Premier League đã tạo thêm cho Chelsea rất nhiều sự tự tin trước khi bước vào trận đấu quan trọng nhất mùa, nơi họ có thể giành được một danh hiệu chính thức. Ở trong một mùa giải bết bát như hiện tại thì chiếc cúp liên đoàn phần nào có thể gỡ gạc lại danh dự cho The Blue. Nhưng Liverpool đương nhiên cũng không chịu nương tay, bởi đây là mùa giải cuối cùng của Jurgen Klopp và chắc chắn là cầu thủ Liverpool rất muốn cùng ông thầy của mình chiến thắng ở mọi giải đấu. Chelsea vừa trải qua trận đấu vô cùng quả cảm trước nhà đương kim vô địch Manchester City. Ngay tại Etihad, đoàn quân huấn luyện viên Pochettino đã khiến nửa xanh thành Manchester thiếu chút nữa phải ôm hận. Raheem Sterling đã gieo sầu cho đội bóng cũ với bàn mở tỷ số, cũng như khiến người thầy năm xưa của mình phải nổi trận lôi đình ở băng ghế chỉ đạo. Nhưng cuối cùng, Chelsea lại không thể bảo toàn cách biệt mong manh khi Rodri tỏa sáng kịp thời để giữ lại một điểm cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Dù không thể tạo nên cơn địa chấn trước các nhà đương kim vô địch, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã có thêm nguồn động lực rất lớn để hướng về trận chung kết Carabao Cup với Liverpool. Con đường tiến vào trận đấu cuối cùng của The Blue cũng không hề dễ dàng. Sau khi vượt qua 3 vòng đầu tiên trước Wimbledon, Brighton và Blackburn, Chelsea đã phải nhờ đến loạt luân lưu để đánh bại Newcastle ở vòng tứ kết. Chỉ phải chạm trán đội bóng hạng dưới Middlesbrough tại vòng 4 đội mạnh nhất, nhưng đội chủ sân Stamford Bridge lại nhận thất bại 0-1 ở trận lượt đi. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Pochettino đã kịp thời tỉnh giấc và ghi tên mình vào trận chung kết với tổng tỷ số 6-2. Trong khi đó, Liverpool vẫn còn nguyên cơ hội ở mọi đấu trường họ tham gia, đặc biệt ở Premier League. The Kop đang nắm thế thượng phong ở cuộc đua vô địch khi đang dẫn đầu với 60 điểm, hơn Manchester City 4 điểm. Phong độ là thứ không phải bàn cãi với thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp hiện tại, với 3 chiến thắng liên tiếp cùng 11 lần phá lưới đối phương. Tại Carabao Cup năm nay, Liverpool cũng không mấy khó khăn để ghi tên mình vào trận chung kết. The Kop chỉ gặp đôi chút khó khăn ở vòng bán kết trước một Fulham thi đấu đầy kiên cường và chỉ có thể vượt qua đối thủ với tổng tỷ số sát nút, đó là 3-1. Tái ngộ nhau lần thứ 2 trong tháng này, Chelsea nóng lòng muốn trả món nợ đã vay ở trận đấu diễn ra vào ngày 1 tháng 2, nơi Liverpool đã vùi dập The Blue với tỷ số 4-1, đồng thời giải tỏa cơn khát danh hiệu đã kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, chiếc cúp liên đoàn sẽ là bàn đạp để Liverpool hướng đến giai đoạn cuối mùa đầy thử thách và cơ hội đấu trường quốc nội cũng như châu lục. Tiếp đến, về tình hình lực lượng, cả Chelsea và Liverpool đều có danh sách chấn thương dài trước trận chung kết Carabao Cup vào cuối tuần này. Thế nhưng tình hình của The Blue được cho là đỡ tệ hơn khi họ không mất quá nhiều trụ cột. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Jurgen Klopp dù đang gặp khó khăn với việc hàng loạt trụ cột gặp phải vấn đề, nhưng nhìn chung The Kop vẫn sở hữu một đội hình thiện chiến. Nếu thi đấu đúng với phong độ, chắc chắn những sự vắng mặt này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của đội chủ sân Anfield. Xét về tình hình lực lượng, Liverpool đang là đội bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão chấn thương. Diogo Jota là cái tên mới nhất gia nhập danh sách bệnh binh của đội chủ sân Anfield sau chấn thương gặp phải trận đấu với Brentford. Ngoài ra, huấn luyện viên Jurgen Klopp chắc chắn không thể có được sự phục vụ của Trent Alexander-Arnold và Curtis Jones ở trận đấu sắp tới. Dominic Szoboszlai và Alisson thì đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho màn đụng độ cuối tuần này. Hàng công cũng là bài toán mà Liverpool phải đau đầu khi những chân sút chủ lực gồm Mohamed Salah và Darwin Núñez đều bỏ ngỏ khả năng ra sân trước Chelsea. Một số trường hợp khác gồm Thiago Alcantara, Stefan Bajcetic, Joao Matip và Ben Doak là những cầu thủ đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương dài hạn. Ở khung gỗ, trong trường hợp Alisson không thể ra sân thì Kaim Kelleher sẽ là lựa chọn không thể hợp lý hơn của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Còn nhớ trận chung kết Carabao Cup trước chính Chelsea ở mùa giải 2021-2022, Kelleher cũng bắt chính và thực hiện thành công cú đá luân lưu của mình để giúp The Kop đoạt cúp trước đối thủ ở loạt đấu súng đầy cân não. Còn với bộ tứ vệ, huấn luyện viên Jurgen Klopp có lẽ sẽ không thực hiện quá nhiều sự thay đổi. Van Dijk và Konate tiếp tục án ngữ ở vị trí trung vệ, trong khi ở hành lang biên phải, chiến lược gia người Đức vẫn sẽ đặt sự chắc chắn lên hàng đầu với Joe Gomez trong bối cảnh Alexander-Arnold không thể góp mặt. Còn ở cánh đối diện tiếp tục là cái tên quen thuộc Robertson. Ở hàng tiền vệ, Wataru Endo, Alexis Mac-Allister và Ryan Gravenberch vẫn sẽ hợp thành bộ ba ở khu vực trung tuyến của Liverpool. Còn trên hàng công, nếu tình hình xấu nhất xảy ra với sự vắng mặt của cả Salah lẫn Núñez, những người được lựa chọn thay thế sẽ là Harvey Elliott ở vị trí tiền đạo lệch phải và Cody Gakpo sẽ đá trung phòng. Luis Diaz sẽ tiếp tục đóng vai trò mũi khoan ở cánh trái.
Bên kia chiến tuyến, Chelsea cũng chịu chung cảnh ngộ với Liverpool khi nhiều trụ cột phải ngồi ngoài vì các chấn thương khác nhau. 7 đang là số lượng bệnh binh của The Blue ở thời điểm hiện tại và nhiều khả năng sẽ chưa dừng lại con số đó. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn đang chờ tin vui từ Thiago Silva. Lão tướng người Brazil chưa chắc chắn góp mặt ở trận chung kết sắp tới sau khi đã bỏ lỡ trận hòa 1-1 với Manchester City. Sau những gì đã thể hiện trước Man City, có lẽ huấn luyện viên Mauricio Pochettino nhiều khả năng sẽ giữ nguyên bộ khung 11 cầu thủ đã làm nên trận hòa ngay tại Etihad. Vị trí trong khung gỗ của Chelsea cho trận chung kết sắp tới vẫn sẽ là Jorge Petrovic, người đang làm khá tốt nhiệm vụ thay thế Robert Sanchez với màn trình diễn ấn tượng trước Man City. Levi Colwill và Asen Disasi sẽ là bộ đôi trung vệ án ngữ trước khung thành của Petrovic, còn đôi cánh của The Blue sẽ được đảm nhiệm bởi cặp Malo Gusto và Ben Chilwell. Bộ ba tiền vệ của đội chủ sân Stamford Bridge vẫn là sự góp mặt của Enzo Fernandez, Moises Caicedo và Conor Gallagher. Trên hàng công, Cole Palmer vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của The Blue. Bên cạnh đó, Raheem Sterling sau bàn thắng vào lưới của Man City cũng là một cái tên không thể bỏ qua. Còn với Nicolas Jackson, đây là cơ hội để anh có thể chứng tỏ giá trị của bản thân trong một trận đấu lớn như chung kết Carabao Cup. So với Chelsea thì Liverpool gặp nhiều tổn thất hơn trước khi bước vào trận chung kết, nhưng về mặt phong độ, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Còn với The Blue, màn trình diễn trước Manchester City là thứ cần được thầy trò Pochettino duy trì để giúp Chelsea trả món nợ đã vay trước đối thủ đầu tháng 2 và giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải này. Nếu xét về phong độ hiện tại, Liverpool đang là đội nhỉnh hơn, nhưng nếu ta nhìn vào hình tích đối đầu thì Chelsea không phải là không có cửa trước đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp. Chỉ có chiến thắng gần nhất của lữ đoàn đỏ trước The Blue là một chiến thắng đậm. Còn những lần đối đầu trước đó, họ phải rất chật vật mới có thể khuất phục Chelsea. Nếu có cho mình một thế trận hợp lý, Mauricio Pochettino và các học trò hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ tại Wembley. Đây đã là lần gặp nhau thứ 3 giữa Liverpool và Chelsea trong mùa giải năm nay và cũng là lần thứ 2 hai đội đụng độ chỉ trong tháng 2. Liverpool đang duy trì thành tích bất bại trước đối thủ suốt từ năm 2021 đến nay với chuỗi 8 trận trên tất cả đấu trường. Dù vậy, những cuộc đối đầu giữa hai đội trong thời gian gần đây đều kết thúc với tỷ số hòa. Nếu chỉ tính kết quả trong vòng 90 phút, có tới 6 trên 7 trận đấu gần nhất, cả Liverpool và Chelsea đều hòa nhau và tới 4 trận trong số đó đều có kết quả hòa không bàn thắng. Trong cuộc đối đầu gần nhất diễn ra hồi đầu tháng này, Liverpool đã không gặp bất kỳ một khó khăn nào để đánh bại Chelsea với tỷ số 4-1. Những người ghi bàn cho Liverpool ngày hôm đó bao gồm Diogo Jota, Conor Bradley, Szoboszlai và Luis Diaz. Phía Chelsea chỉ có duy nhất một bàn thắng được ghi do công của Nkunku. Đó cũng là trận đấu phá vỡ chuỗi hòa lên đến 6 lần của hai đội bóng. Đáng chú ý, cả Liverpool và Chelsea đều rất có duyên đụng độ nhau ở những trận chung kết. Cũng vào thời điểm này cách đây 2 năm, hai đội bóng có màn chạm trán trên sân vận động Wembley cũng trong trận đấu cuối cùng của Carabao Cup. Suốt 120 phút thi đấu, đôi bên đều không thể ghi nổi bàn thắng và phải giải quyết nhau trên chấm luân lưu. Bạn sẽ nhớ về trận đấu đó nếu tôi nhắc lại chi tiết này. Tất cả các thủ trong đội hình chính của hai đội đều thực hiện những quả đá phạt đền thành công. Chelsea chỉ nhận thất bại khi Kepa bước lên và thực hiện cú đá luân lưu lên trời. 3 tháng sau đó, hai đội lại đụng độ trong trận chung kết của FA Cup. Kịch bản cũ lại diễn ra với tỷ số hòa không đều sau 120 phút, nhưng lần này loạt sút luân lưu đã thu ngắn lại. Mason Mount là người đá hỏng quả phạt đền quyết định và Chelsea đành ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang trước vô địch. Tính riêng trong những trận chung kết, Liverpool hoàn toàn bất bại trước Chelsea. Nếu bạn đang chờ đợi một trận chung kết đầy ắp những bàn thắng, điều đó có thể không xảy ra. Những trận đấu giữa Liverpool và Chelsea trong thời gian gần đây thường không có nhiều bàn thắng, với 4 trên 7 trận gần nhất đều kết thúc với tỷ số hòa không đều. Nhìn chung, nếu xét về thành tích đối đầu, Liverpool đang hoàn toàn vượt trội so với đối thủ, đặc biệt trong những trận chung kết. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp luôn biết cách đánh bại đối thủ và đăng quang trước vô địch. Còn với những chuyên gia của các trang dự đoán kết quả, họ dường như không mấy tin tưởng vào phong độ trồi sụt của The Blue vào lúc này. Sự ổn định của Liverpool chính là nguyên nhân hàng đầu giúp The Kop sở hữu tỷ lệ phần trăm cho chiến thắng cao hơn đối thủ của họ. Sẽ là một trận đấu không có nhiều bàn thắng, bởi tính chất căng thẳng của trận chung kết nên chẳng đội nào thực sự muốn mạo hiểm trong cách chơi của mình. Thậm chí rất có thể mọi thứ sẽ chỉ được giải quyết trên loạt sút luân lưu. Theo các bạn, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu vào ngày Chủ nhật tới đây? Là Liverpool mạnh mẽ với khí thế hừng hực hay sẽ là Chelsea luôn ẩn chứa những bí ẩn khó lường? Tất cả những diễn biến mới nhất của trận chung kết Carabao Cup sẽ được cập nhật liên tục trên hệ thống các kênh bình luận viên Anh Quân. Các bạn hãy chú ý đón xem và theo dõi nhé. Còn bây giờ là lời tạm biệt từ ekip sản xuất. Xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.